làm sao để đưa một con rái cá vô trong cái lồng là một điều rất khó khăn đúng không Nuri? Ở đây là bữa giờ chưa bạn nào nuôi và cho nó vô lồng được đúng không? Nuri ra bắt nó vô lồng cho mấy bạn coi được không? Sợ nó cắn luôn hả? Vậy mở cửa cho Tiêu đi. Mặc dù là người ta nuôi cũng chưa ai cho nó vô được cái lồng, rất khó, phải dùng vũ lực hay gì đó, nó dữ lắm. Xúc xích nè, mình sẽ bỏ chút xíu vô cái lòng của Tina vô lòng ha.